Xin chào tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn. Thì thời điểm này cũng là cuối của tháng 9 âm lịch và chuẩn bị bước sang tháng 10 âm lịch. Thì em làm một clip chia sẻ về một số điều lưu ý khi mình chăm sóc cây mai trong cái thời gian này. Thì vấn đề lưu ý đầu tiên là mình xịt sâu. Tại vì cái thời điểm này cái cây mai của mình đã có nụ rồi thì mình phải xịt sâu. Mình xịt sâu bọ trĩ với hai mục đích. Thứ nhất là mình bảo vệ một số cái loại sâu bọ trĩ rồi đó, nó có thể làm nó đục vô cái nụ của mình, nó đục làm hư cái nụ của mình, nó đục lũng cái lỗ. Với cái thứ hai nữa là mình xịt để mình bảo vệ luôn cái đợt non. Tại vì cái đợt non này nếu mình giữ nó được trong tháng 10 âm lịch và tháng 11 và qua tháng 12 luôn thì cái đợt non này chính là cái bây giờ nó đóng vai trò như là nó kìm cái nụ. Nếu đợt non này không còn thì cái nụ nó sẽ mau lớn, mau nở, nên mình cứ để đợt non nó đi ra, mình bảo vệ cho cái đợt non. Thông thường thì cái đợt non nó là cái, theo thực vật thì người ta nói nó là cái nơi mà nó sản xuất ra cái hormone auxin á. Thì hormone auxin này nó giúp cái cây nó sinh trưởng. Khi hormone này còn nhiều quá thì cái cây nó sinh trưởng nhiều, nó sẽ giảm cái tốc độ mà bên tốc độ bên sinh sản, tức là bên làm nụ á. Thì mình giữ cái đọt đi thì cái nó sẽ kìm cái nụ này nó chậm lớn thôi. Cái lưu ý thứ hai là mình về vấn đề xịt thuốc bệnh á, thì theo em thì mình khi mình sử dụng các loại thuốc gốc đồng như thì theo thị trường bây giờ thuốc gốc đồng có đồng thế hệ mới với lại cái loại đồng truyền thống nữa, có hai loại. Cái loại thuốc gốc đồng như cốc 85, chambon rồi nocel rồi đó. Có mùa nay có một số loại thuốc gốc đồng mà nó dạng lỏng nữa, đồng thế hệ mới đó. Thì theo em nói chung là nó cũng là điều cái gốc của nó là gốc đồng để nó trị nấm khuẩn thôi. Nhưng mà cái thuốc gốc đồng á, thứ nhất là đặc biệt là hầu như không chỉ trong cây mai mà trong cái lĩnh vực khác thì cái thuốc gốc đồng ít ai pha chung với bất cứ một cái loại phân bón lá hay là thuốc trừ sâu nào khác. Tại gốc đồng thì nó chỉ pha riêng thôi. Thì nhưng mà đối một với lại cái thuốc gốc đồng người ta kỵ phun lúc mà cái cây mà nó đang có bông, có đợt non và nó cái đợt non, cái thuốc gốc đồng nó nóng có thể làm quéo cái đợt non, nó sượng đợt non. Và với lại cái thuốc gốc đồng nếu mà cái cây mai mình nụ nó lớn rồi nè, mình cẩn thận khi sử dụng phun thuốc gốc đồng nha. Cái nó có thể làm cái nụ của mình nó nhanh lớn. Nếu mà cây mai của mình nụ nhỏ, nụ kim á, thì mình còn sử dụng được. Còn đó những cây mai, một số cây mai nó nút nụ nó lớn, đây nút nụ nó nhiều, nhưng cái đây là cái giống này là gốc nó, cái cây này của em là gốc tứ quý nè, tứ quý mà nó nên tứ quý ghép vô cái giống này là cái nó là nó ghép giống Dạo Thủ Đức nè, ghép vô tứ quý. Nên mình thấy mọi người thấy nó nụ nó lớn nha, nó lên dây cá nè. Mấy cái loại này là mình kỵ phun thuốc gốc đồng nha. Vấn đề phun thuốc sau thuốc bệnh vào thời điểm này, vào cái thời điểm phun trong ngày nó cũng rất quan trọng nha. Mình tránh cái sức nóng của mặt trời. Tại vì mình có thể phun thuốc sâu, mình có thể phun vào ban đêm để thuốc sâu nó cũng nóng và thuốc gốc đồng nó cũng nóng, nên mình lựa cái thời điểm tốt nhất là mình phun vào chiều mát. Hạn chế phun vào lúc 8-9 giờ sáng, thì cái giờ đó khi khoảng 11-12 giờ đó bắt đầu sức nóng nó tỏ xuống, cây thuốc nó nóng thêm nữa thì cái nụ này mình nó rất là mau lớn. Và cái điều lưu ý thứ ba là vấn đề chăm cái cây nụ nhỏ, cái cây nụ lớn. Thì như đây là cây nụ lớn nè mọi người, cây này là cây nụ lớn nhưng mà nó thuộc cái này theo em nó cũng không gọi nó là nụ lớn, tại vì nó là giống này giống Dảo Tân Châu, nên thấy cái nụ nó vậy thôi, chứ nó là bình thường so với cái giống của nó là nó bình thường thôi đó. Còn cây này là cây này nó lên bây giờ nó lên nụ nhỏ nè. Thì đó, những cây nụ nhỏ đó thì em tưới ít nước, nói chung là em tưới cho nó đủ nước thôi, tưới Lượng nước là chỉ bằng một nửa, bằng 1/4 lượng nước bình thường à. Ngày nào cũng tưới nhưng mà tưới rất là ít. Tưới rất là ít để cho nó rễ nó không bị khô thôi. Mình hãm nước lại hãm nước lại, không có tưới nhiều lên để cho nó lá nó già lại và nụ nó sẽ lên nhiều hơn. Mình kết hợp với mình chặn đọt nè, mọi người thấy em chặn hết đây nè. Đó, nó bắt đầu nó lên. Thì mình cứ tiếp tục cái quá trình như vậy đến 15 tháng chạp lặt lá luôn, để cho nụ, cho lá nó già lại, nó sơ sát lại một chút để cho nó lên nụ. Đó là những cây mà không có nụ hoặc là nụ nhỏ đó thì mình phải làm vậy, lượng nước mình tưới ít lại. Còn mình dùng phân thì mình có thể dùng phân bón lá siêu kali rồi đó, những cái loại mà có kali nhiều, hoặc là 6-30-30 cũng được, cứ 15 ngày mình xịt một lần. Nói chung là những giai đoạn những cái tháng cuối năm này nè, từ tháng 10 trở lên là coi như giai đoạn 3 rồi, giai đoạn cuối năm thì mình vừa bón phân mà vừa quan sát coi cái nó phát triển cái nụ như thế nào rồi, chứ mình theo cái lịch cụ thể cũng không được. Thí dụ như cứ 10-20-30 cứ theo cái lịch đó cũng không được, mình phải kiểm tra coi cái nụ mình nó như thế nào rồi mình mới tiến hành cho nó cái loại phân gì nha. Còn đây là cái cây mà nụ lớn nè. Mọi người thấy cái cây nụ lớn thì mình làm ngược lại với cây nụ nhỏ không nụ nha. Mình làm ngược lại là mình tưới nước nhiều lên. Một ngày có thể tưới nó 2 cử hoặc thậm chí là 3 cử luôn. Cái cây mai mà nước, đương nhiên là cái chậu mình phải thông nước nha. Mình tưới nước nhiều nhưng mà nó phải thông, chứ đừng để nó ứ nước, nó lèn nước. Thì mình cứ dập nước vô nhiều lần lên. Thì cái cây mai mà nó có nước nhiều quá thì nó sẽ ra đọt rất là nhiều. Nó sẽ để nghiêng về cái quá trình sinh trưởng chứ nó không, nên mình cứ tưới nước nó nhiều cử luôn. Một ngày buổi sáng mình tưới là coi như bữa trưa là nó hút nắng lên với lại nó hút nước lên là nó có hết nước của mình rồi. Thì chiều khoảng chừng nhưng mà mình tưới là khoảng chừng sau khoảng chừng 4 giờ mình mới tưới được nha. 1-2 giờ trưa mà mình tưới là lúc đó trời đang nóng, mà cái cây mình nụ lớn nữa mà mình tưới lên nữa là có thể là nó bị sốc nhiệt á. Sốc nhiệt là nó ảnh hưởng đến cái nụ của mình, nên mình tưới 2 cử nhưng mà cử sáng cử chiều thì khoảng chừng 4-5 giờ mình mới tưới được. Đó, mình tưới nước nhiều lên, những cái nụ lớn mình tưới nước nhiều lên, với lại mình có thể hạn chế nắng cho nó, hạn chế nắng thôi, chứ đem vô mát hoàn toàn luôn không có nắng thì có thể cũng là yếu cây. Mình bắt giàn giáo mình che cái lưới lan ở trên đối với cây lớn á. Không thì mình đem vào nơi mà cái cây nắng ít thôi, nắng buổi sáng là được rồi, 3-4 tiếng nắng là được rồi. Cây nó phải có nắng nó mới khỏe, còn nếu đem vô mát hẳn hoàn toàn luôn, không có nắng luôn thì cái cây nó cũng yếu lắm, cuối năm nó nở cũng không đẹp. Đó, mình tưới kết hợp với tưới nước nhiều. Còn nếu mà phun hoặc tưới phân á, thì mình có thể tưới một ít humic, tưới một ít cái phân hữu cơ, hoặc phân hữu cơ mà tưới ít thôi nha. Tại vì cái giai đoạn cuối năm này mình cái trời nó lạnh á, mình với lại cuối năm thì là cũng là mưa cuối mùa nữa, cái chất trồng nó lèn. Nếu mình bón nhiều phân hữu cơ quá nó cũng không tốt cho cây đâu, nó hấp thụ không có hết, nắng thì là yếu. Còn cái phân bón lá thì mình có thể phun cái root2 đó mọi người, đừng có phun atonik nha. Những cái loại như là mà có cái chất kích thích sinh trưởng như là atonik, những cái loại đó mình phun vô thì cái nụ mình nó nhanh lớn lắm, tại nó kích thích sinh trưởng, điều hòa sinh trưởng. Cái dòng hormone mà phun vô cây nó chạy rất là nhanh. Thông thường thì cái atonik là cái chất mà sau 15 tháng chạp á, người ta lặt lá, người ta thấy cái nụ nó nhỏ quá, phát triển nở không kịp Tết á, thì người ta hay phun cái atonik vô. Thì để cho cái nụ nó cho cây mai nó nở cùng lúc, nó nở rồ nở đều là cái chất kích thích sinh trưởng. Còn mình muốn phun để dưỡng cái lá thêm thì mình có thể phun root2 cũng được. Còn một vấn đề nữa là mọi người thấy cái giai đoạn cuối năm nè, mọi người thấy cái lá bắt đầu sơ sát, nó già nè, nó vàng. Những cây này là báo hiệu là cuối năm nó sẽ nở rất đẹp nha mọi người nè. Nó bắt đầu nó vàng lá, nó trả nhựa về nè. Một số bông gió nó nở trước nè mọi người ha. Nó có nhiều lý do lắm, tại cây mai mình trồng mình canh theo thời tiết. Thứ nhất là khi nụ nó lên nhiều rồi đó, Bình thường là nhiêu đó lá, cái rễ nó hút lên nó nuôi nhiêu đó lá, nhưng bây giờ nó có nuôi thêm một cái vàng nụ này nữa thì một số lá nó sẽ thải đi, lá già cái cây tự nó thải đi để nó lấy cái dinh dưỡng đó, nó chia sẻ qua cho nó nuôi cái nụ. Nên cái một số lá cái cây nó tự nó thải đi nè, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là do cái lá mà cái giai đoạn cuối năm á thì nó sẽ như vậy, nó sẽ trả nhựa về, để nó trả nhựa về thân. Những cái lá già, lá chân ở trong thường nó sẽ già trước rồi ha. Cái này là cái sinh lý tự nhiên của cây mai, nó khi mà nó thích nghi với thời tiết thôi. Cái cây nào nó cũng lá nó bắt đầu nó vàng sinh lý nè, nó trả nhựa về để nuôi nụ. Cây nào cũng vậy mọi người, lá bắt đầu nó già nè. Thì những cái cây này á, thì bông nó mới nở đẹp nha, cũng có bông chùm và màu sắc nó sẽ vàng rực chứ nó không có bị nhạt nhạt nha. Đây nó trả này. Đây là cái cây mà nó lên nụ ít, cây nó lên nụ ít nè, thì em tưới rất ít nước cho nó, tưới rất ít. Giờ sử dụng cái kali cao á, siêu kali rồi đó. Hoặc nếu mình dùng sáp 30 người cũng được. Bắt đầu nó trả nhựa về nè, lá nó bắt đầu già nè, bấm hết đọt luôn nè. Đó thì để cho nó lên những cái nụ để mà cái giống này là cái giống mây rừng. Cái giống này lá rất là to nhưng mà cái nụ nó ít, mình bắt buộc em tưới nước ít lại để cho nó lên nụ, để có Tết mình có bông chơi. Rồi thì clip em làm về chia sẻ một số lưu ý khi chăm sóc cây mai trong thời gian cuối tháng 9 và tháng 10 âm lịch. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi. Thân chào và hẹn gặp lại.